Xin chào tất cả các bạn nha Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha vào ngày 15 tháng 8 mình có một cái video hướng dẫn các bạn tham gia chương trình lead and earn chia tổng giải thưởng là 70.000 đô la tập cần bright các bạn trên sàn Binance bạn thì hiện tại dự án này đã cho các bạn claim các bạn thì các bạn sẽ bạn nào có làm dự án này sẽ Binance sẽ gửi về cho các bạn một cái email các bạn một cái email có có tên tựa đề là claim 0.7 tập cần voucher này các bạn thì bạn nhấp vào nha các bạn hiện tại tóc cần brai này khoảng 7 đô mấy các bạn các bạn nhận 0.7 khoảng được 5 đô rồi các bạn rồi các bạn nhấp vào một redeem nữa các bạn redeem now nữa. rồi bấm vào redeem now đó. ok vậy là xong rồi các bạn rồi các bạn trở về cái wallet của tôi các bạn các bạn chỉ với support các bạn ok mình đã nhận được 0.72 tóc cần uh, nè, khoảng 5 đô mấy nha các bạn Ok vậy video mình đã cập nhật cho các bạn dự án Bright ở đây kết thúc các bạn vậy mình chào tạm biệt các bạn hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.